Bạn thấy có cà phê không? Đây, cà phê. Và siêu xe mặt nước. Đi có sướng hơn đi trên bờ không? Đi dễ lái hơn rất nhiều. Vợ chồng Sáp Bình Phương Oanh từng quảng cáo không mặc áo phao vi vu trên siêu xe lướt sóng vừa bị đình chỉ. Hôm nay ngày 17 tháng 11, trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc với caption như sau. Sau khi mô hình siêu xe lướt trên biển ở Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị đình chỉ vì chưa được đăng kiểm, loạt hình ảnh và clip vợ chồng Sáp Bình Phương Oanh từng vi vu trên siêu xe lướt trên Vịnh Hạ Long vẫn chưa bị gỡ bỏ. Vụ việc ra sao? Mời cả nhà xem tiếp nhé! Sau khi mô hình siêu xe lướt trên biển ở Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gây xôn xao dư luận bị đình chỉ. Ghi nhận đến trưa 16 tháng 11, loạt video và hình ảnh từng được đăng tải trên kênh TikTok, Facebook của Vietjet với mục đích quảng cáo cho loại hình này vẫn chưa gỡ bỏ. Tuy nhiên, trong số những clip và hình ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng bắt gặp vợ chồng Sáp Bình cũng từng vi vu trên siêu xe lướt này. Đáng chú ý, mở đầu clip là hình ảnh cả 4 người không mặc áo phao, trong khi Sáp Bình và một người đàn ông khác ngồi trườn đầu xe tạo dáng. Đây được cho là hành động nguy hiểm vì chiếc xe này đang ở trên biển. Trước đó vào ngày 4 tháng 11, nữ diễn viên Phương Oanh đăng tải lên trang cá nhân Facebook hình ảnh ngồi trên một phương tiện trên mặt nước và giới thiệu là siêu xe mặt nước đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam. Bên dưới phần bình luận, nữ diễn viên chia sẻ đoạn clip chiếc xe màu xanh đi trên nước được nữ diễn viên chia sẻ với chú thích, phi cơ như này cơ mà. Hiện bài đăng này vẫn đang được giữ trên trang cá nhân của nữ diễn viên, đồng thời cô cũng chưa có phản hồi chính thức về việc chia sẻ hình ảnh về phương tiện chưa đăng kiểm và có dấu hiệu vi phạm. Trước đó, trên mạng xã hội, đoạn video về phương tiện đường thủy hình dáng giống xe ô tô trên biển ở Vịnh Hạ Long gây chú ý. Trong đó, chiếc xe có màu xanh lá lướt trên mặt nước. Trên xe có 4 người ngồi, nhưng chỉ một người mặc áo phao. Nguyên nhân là vì mô hình này được một doanh nghiệp tự ý chạy thử trên biển khi phương tiện chưa được đăng kiểm và vi phạm các quy định. Tuy nhiên, công ty này cho chạy thử phương tiện trên Vịnh Hạ Long để quảng cáo. Sau khi bị đình chỉ, chủ sở hữu đã di chuyển phương tiện về Hà Nội. Đừng quên đăng ký theo dõi các hạ tầng từ hệ thống kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.